Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Ukraine xác nhận thất thủ ở pháo đài Ulenda. Ukraine thừa nhận đã rút quân khỏi pháo đài chiến lược Ulenda ở Donetsk sau các đòn tấn công dồn dập của Moscow từ hai bên sườn. Bộ Tư lệnh cấp cao đã cho phép điều động rút các đơn vị khỏi Ulenda để bảo toàn cho nhân sự và thiết bị quân sự và di chuyển tới vị trí mới cho các hoạt động tác chiến tiếp theo, thông báo viết. Lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine đã bảo vệ Ulenda, chốt chặn cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam của tỉnh Donetsk trong 2 năm qua. Các lực lượng Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát thị trấn này kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Ulenda đã chống chọi với nhiều cuộc tấn công trong những tuần gần đây khi lực lượng Nga cố gắng bao vây thị trấn. Chính quyền địa phương xác nhận rằng quân đội Nga đã tiến vào Ulenda vào ngày 1 tháng 10. Phía Nga ngày hôm qua tuyên bố đã kiểm soát phần lớn khu vực và treo cờ ở nhiều nơi. Thị trấn tiền tuyến này nằm cách thành phố Donetsk, thủ phủ vùng ly khai Donetsk, khoảng 50 km về phía tây nam và cách biên giới hành chính với Zaporizhia khoảng 40 km. Đoạn đường cao tốc T-0509 mà Nga đang kiểm soát vốn chạy qua phía nam Ulenda rất quan trọng đối với lực lượng Moscow đang đẩy quân cố gắng tiến về phía tây. Ukraine mất Ulenda, cục diện Donetsk sẽ ra sao? Theo các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược ESW, việc Ukraine thất thủ ở Ulenda khó có thể thay đổi căn bản tiến trình các hoạt động tấn công của Nga ở phía tây Donetsk. Việc quân đội Nga chiếm được Ulenda khó có thể thay đổi căn bản tiến trình các hoạt động tấn công ở phía tây Donetsk do thành phố này không phải là một trung tâm hậu cần đặc biệt quan trọng của quân đội Ukraine. Báo cáo có đoạn viết, lực lượng Moscow dường như đã chiếm được Ulenda kể từ ngày 1 tháng 10 sau khi Ukraine được cho là đã rút lui, mặc dù không rõ liệu quân đội Nga có thể nhanh chóng phát triển thắng lợi vượt ra ngoài thành phố này trong tương lai gần hay không. Vào ngày 1 tháng 10, một quân nhân Ukraine báo cáo rằng một phần của nhóm quân đội Ukraine đã thực hiện kế hoạch rút khỏi Ulenda để tránh bị bao vây. Việc quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn Ulenda diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công tốn kém và không thành công của Nga gần thành phố trong 2 năm rưỡi qua. Các chuyên gia nhắc lại rằng Nga đã thực hiện ít nhất 2 nỗ lực tấn công lớn nhằm chiếm giữ Ulenda vào tháng 10 và tháng 11 năm 2022 và tháng 1 đến tháng 2 năm 2023. Cả hai đều dẫn đến tổn thất lớn về nhân sự và vũ khí trang bị. Đặc biệt, những thất bại trước đó của Moscow xung quanh Ulenda đã dẫn đến sự suy kiệt của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga. Có nguồn tin, Nga bày tỏ nghi ngờ rằng quân đội Nga có thể phát triển nhanh chóng và đạt được những bước đột phá đáng kể về hoạt động ngay sau khi chiếm được Ulenda. Báo cáo viết, theo đánh giá sơ bộ của các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, việc Nga chiếm được Ulenda khó có thể thay đổi căn bản tiến trình các hoạt động tấn công ở phía tây tỉnh Donetsk, chủ yếu vì thành phố không phải là một trung tâm hậu cần đặc biệt quan trọng và cũng vì lực lượng Moscow kiểm soát hầu hết khu vực, những con đường chính dẫn đến pháo đài, thậm chí trước ngày 1 tháng 10. Có nghĩa là họ đã có khả năng cắt đứt tuyến hậu cần của Ukraine một mức độ nhất định. Nga tung đòn chí mạng ở Sukhalino. Trung tâm tiếp tế phía tây nam của lực lượng Kiev ở Selidov đang bị tấn công trong khi các trận chiến giành làng Sukhalino đang gần đến đỉnh điểm. Lực lượng Moscow tấn công trung tâm ngôi làng bằng đòn chí mạng và giờ là lúc để nói về những hành động tiếp theo ở phía bắc và nhiệm vụ với Selidov. Trên thực tế, quân đội Nga đang bao vây thành phố từ phía nam và hướng tới vùng ngoại ô phía tây nam. Tại đây có tuyến đường đi qua, dọc theo đó thành phố được cung cấp thông qua đường tránh. Động mạch cung cấp chính chạy dọc theo đường cao tốc E50 từ Poprocker chảy vào Selidov từ phía bắc. Một khi Vyshnevo thất thủ, quân đội Ukraine sẽ không còn lựa chọn nào khác. Đây sẽ là đòn chốt hạ đối với quân đội Ukraine đồn trú ở Selidov. Ukraine thử thành công tên lửa đạn đạo.
Ukraine nỗ lực tăng cường năng lực sản xuất quân sự để đối phó Nga nhằm giảm phụ thuộc vào các đối tác và đồng minh phương Tây. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 2 của Ukraine vào ngày 1 tháng 10 rằng Kiev đã tăng sản lượng đạn dược trong nước theo cấp số nhân trong 2 năm qua và đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo của riêng mình. Ukraine đã tổ chức Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế đầu tiên vào mùa thu năm 2023 và thu hút hơn 250 nhà thầu quốc phòng từ khắp nơi trên thế giới. Diễn đàn năm nay được tổ chức tại Kiev, bao gồm gần 300 công ty từ hơn 30 quốc gia. Bài phát biểu của ông Zelensky nhấn mạnh đến thành công của Ukraine trong việc thúc đẩy năng lực sản xuất quốc phòng. Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm nay, Ukraine đã sản xuất được lượng đạn pháo và đạn cối nhiều gấp 25 lần so với cả năm 2022 cộng lại, ông Zelensky cho biết. Theo nhà lãnh đạo, Ukraine hiện có tiềm lực sản xuất 4 triệu máy bay không người lái mỗi năm và Kiev đã ký hợp đồng sản xuất 1,5 triệu chiếc với các nhà thầu. Nước này cũng đang sản xuất từ 15 đến 20 pháo tự hành Bogdana mỗi tháng. Ông Zelensky cũng thảo luận về việc phát triển vũ khí tầm xa, bao gồm UAV, Palialista và tên lửa đạn đạo nội địa. Tên lửa đạn đạo mới của chúng tôi đã vượt qua thành công các bài thử nghiệm bay, ông nói. Ông Zelensky lần đầu tiên đề cập rằng Ukraine đã thử tên lửa đạn đạo của riêng mình vào cuối tháng 8, mặc dù ông không chia sẻ thông tin chi tiết về dự án này. Vũ khí tầm xa sản xuất trong nước có tầm quan trọng then chốt đối với chiến lược phòng thủ của Ukraine, vì các đối tác phương Tây tới nay vẫn không cho phép họ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa viện trợ. Mỹ và đồng minh nhiều lần bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga nếu kịch bản trên xảy ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết vào ngày 30 tháng 9 rằng Kiev có thể tấn công các mục tiêu ở sâu trong Nga bằng vũ khí do Ukraine sản xuất mà không cần sự cho phép của Washington. Trước đó, Ukraine đã nhiều lần tấn công các mục tiêu quân sự, bao gồm các sân bay và kho đạn dược sâu trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái tầm xa. Ngoài ra, tự lực cánh sinh, vũ khí cũng giúp Ukraine chủ động hơn trên chiến trường, thay vì phải chờ đợi các nguồn cung nhỏ giọt từ đồng minh. Cuối tháng trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rostom Umerov thừa nhận, Kiev đang gần như hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của phương Tây để tiếp tục chiến đấu với Nga. Chúng tôi giải quyết vấn đề vũ khí và thiết bị quân sự với các đồng nghiệp từ Mỹ, châu Âu, nhóm hỗ trợ an ninh Ukraine, trung tâm điều phối nhà tài trợ quốc tế. Đây là các hợp đồng mua sắm và hậu cần. Chúng tôi phụ thuộc hơn 80% vào các đối tác. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostom Umerov ngày 25 tháng 9 cho biết như vậy. Trước đó, thì ông Zelensky nhiều lần chỉ trích các đối tác phương Tây vì không cung cấp tất cả những vũ khí mà Kiev cần để đối phó với Nga. Ông cũng đổ lỗi cho việc phương Tây chậm trễ bàn giao viện trợ khiến cho Ukraine tổn thất lớn.